Tiết mục Y tế sau đây hân hạnh được sản phẩm mới Sustation Optimum bảo trợ. Thưa anh Bách và thưa quý vị thính giả của đài phát thanh SBS, đây là một tin rất là vui mừng, là từ ngàn xưa, từ thời Tần Thủy Hoàng đó, thì đã có sai người đi tìm những phương thuốc cải lão hoàn đồng hoặc là trường sanh bất tử. Bao nhiêu vị vua chúa từ Đông cho tới Tây đều cũng muốn cái điều này để mà được trẻ mãi không già. Qua bao nhiêu đời rồi thì họ không tìm được. Tuy nhiên, bây giờ ở thế hệ chúng ta thì chúng ta may mắn là hôm nay các nhà khoa học đã tìm được phương pháp cải lão hoàn đồng. Thành ra đây là một tin rất là quan trọng và rất là sung sướng cho toàn thể nhân loại chúng ta. Tuy nhiên, cái cải lão hoàn đồng này vừa mới thành công trên mấy chú chuột. Như vậy là chỉ có mấy chú tí có thể cải lão hoàn đồng bây giờ, chứ còn từ thành công này muốn áp dụng lên con người chúng ta thì cũng như quý vị đã biết, nó cần một thời gian lâu dài. Cái nguyên tắc nó như thế nào, bác sĩ có thể giải thích một cách ngắn gọn để cho quý thính giả hiểu được không ạ? Phương pháp này do bác sĩ So Villada, Đại học Stanford rất là nổi tiếng ở bên Hoa Kỳ. Ông làm những cái thí nghiệm trộn cái máu của con chuột con vào một con chuột lớn tuổi. Thường thường ông dùng chuột nhỏ khoảng chừng 2 tháng tuổi. Ông bỏ cái dịch ở trong huyết quản, tức là plasma đó, bỏ vào trong một con chuột già. 18 tháng đối với con chuột thì cũng già lắm rồi. Thì ông thấy con chuột già này đó kẻ lại bằng cách nào? Thứ nhất đó là cái trí nhớ của nó tăng trưởng, cái khả năng sinh hoạt của nó, mọi thứ nó đều giống như một con chuột trẻ lại chừng đâu khoảng 4 tháng tuổi. Ông làm nhiều thử nghiệm, dùng rất là nhiều con chuột. Một số ông dùng máu của con chuột già, ông bỏ qua máu một con chuột già khác. Kết quả là thấy con chuột già mà nhận máu của con chuột già đó thì không thay đổi gì hết. Tuy nhiên, một nhóm chuột già mà nhận máu của chuột trẻ thì nó lại trẻ lại. Ông bỏ nó vào trong những cái bồn nước có những cái đường chạy như là mê hồn trận, để cho con chuột nó chạy rồi nó biết cái chỗ nào có đồ ăn thì họ bắt nó bỏ trở lại cái khúc khác coi nó còn nhớ không. Đó là cái thử nghiệm. Thì thấy những con chuột nhận máu của những con chuột trẻ đó thì nó chạy nhanh hơn và nó trí nhớ nó nhiều hơn, nó tìm đường về chỗ lấy đồ ăn rất là nhanh, rất là lẹ, như là một con chuột trẻ như vậy. Thì ông kết luận rằng cái máu của con chuột trẻ truyền vào con chuột già có thể làm cho con chuột già trẻ trở lại. Đó là cái kết luận trên cái quan sát. Sau đó ông lấy óc của những con chuột đó, ông cắt ra để mà đem coi lên trên phòng thí nghiệm, trên kính hay gì. Thì thấy cái kết quả rất là khả quan là những cái tế bào não, những cái tế bào óc của những con chuột già mà được truyền máu của những con chuột trẻ thì nó sanh sôi nảy nở nhiều hơn. Những cái vùng stem cell hay là những cái nơi mà những cái tế bào nó nối kết với nhau đó, thường thường những cái tế bào mình muốn nhớ lâu đó, nhớ dai đó, thì những tế bào mình nó có những cái mạng lưới, tế bào này nó đụng với tế bào kia, nó nối kết rất là nhiều những cái mạng lưới đó ở trong cái óc mình, như là mạng dây điện vậy đó. Nó càng nhiều chừng nào thì chúng ta càng nhớ lâu chừng nấy và càng học hỏi mau chừng nấy. Ở những người lớn tuổi thì cái mạng lưới này nó ít dần và do đó chúng ta hay quên và chúng ta không học được những cái điều mới lạ. Thì ông thấy trong cái bộ óc, bộ não của những con chuột già mà được nhận máu của những con chuột trẻ, sự nối kết đó nó tăng rất là nhiều, trên 20% của những con chuột già mà không có nhận được máu của những con chuột trẻ cùng cái tuổi như vậy. Như vậy, chứng tỏ là làm sao? Quả thật là trong máu của những con chuột trẻ nó có mang lại những cái tính cách có thể cải lão hoàn đồng của những con chuột già, làm cho nó trẻ trở lại. Câu chuyện hứa hẹn một cái tương lai rất sáng rỡ cho những người mắc bệnh kém trí nhớ, tức là dementia. Nhưng mà thưa bác sĩ, có thể là một sự so sánh nhàng như là bác sĩ nói hồi nãy, là con chuột nhỏ đó là nửa tháng tương đương với một cô gái 18 tuổi không? Và con chuột già 18 tháng thì nó tương đương với ông lão chừng 60 không thưa bác sĩ? Dạ thưa anh, nói là đúng như vậy. Con chuột khoảng chừng 2 tháng tuổi là nó đẻ rồi. Như là một cô gái dậy thì vậy đó, nó đẻ rồi. Còn con chuột 18 tuổi thì khoảng một người có chừng 40 tuổi đối với chúng ta. Đó là tôi ước lượng theo cái tính toán của riêng tôi, có thể không đúng 100%, nhưng mà thực tế là tôi thấy con chuột hồi nhỏ tôi cũng có nuôi mấy con chuột bạch, thường thường chừng một tháng rưỡi là nó đẻ rồi. Thành ra mình có thể coi như cái tuổi đó là cái tuổi trưởng thành. Với cái kết luận này đó, ông ta hy vọng một ngày không xa lắm, chúng ta sẽ lấy máu những người trẻ đó, có thể truyền qua những con người 40, 50 hay 50, 60 tuổi cho họ trẻ trở lại. Tuy nhiên, điều rất quan trọng, chứ tôi xin nhấn mạnh ở đây, xin quý vị đừng có tự động làm. Nó rất là nguy hiểm, là tại vì trong máu của chúng ta hiện bây giờ, chính bác sĩ So Villada này và những cái nhà nghiên cứu chung với ông cũng chưa biết cái chất nào ở trong máu gây cái ảnh hưởng làm cho chúng ta trẻ lại. Như quý vị biết, trong máu chúng ta có hàng chục ngàn hóa chất khác nhau.
trong đó có những cái tốt, có những cái làm cho chúng ta trẻ lại. Tuy nhiên cũng có những cái chất xấu, hoặc là nó mang theo những con vi trùng, ký sinh trùng hay bệnh bò điên vân vân, từ một người này có thể truyền qua một người khác. Cho nên nếu mà chúng ta không biết và không tinh lọc được đúng cái chất chúng ta muốn, chúng ta truyền thẳng cái máu, đôi khi nó có hại hơn là có lợi. Dạ vâng, bác sĩ nói một người 40-50 mà lại già thì nghe tội nghiệp quá. Thường thường là ở Úc này phải 70-80 mới già, chứ còn 40-50 chưa đâu già, bác sĩ cũng còn trung niên, còn khỏe mạnh quá. Chưa có bệnh mất trí nhớ gì hết, phải không ạ? Dạ, đồng ý. Giống như là mấy năm trước có một bà 82 tuổi mới lấy chồng, cũng rất là chưa già lắm. Dạ, thưa bác sĩ, đây quả là một cuộc cách mạng trong vấn đề đảo ngược tiến trình lão hóa của con người, mang lại sự phục hồi trí nhớ cho con người. Có hy vọng rằng những người mắc chứng demencia hoặc là Alzheimer có thể chữa trị bằng cách này không bác sĩ? Dạ thưa, cách này rất là quan trọng, và tôi nghĩ là trong tương lai, khi mà người ta đã đi một bước đầu tiên thì những bước kế tiếp sẽ có rất là nhiều người đi nữa. Từ cái việc làm này xúc tiến tới cái việc giúp cho những người mất trí nhớ trở lại trí nhớ bình thường thì không xa lắm. Tại vì cái số lượng người bị mất trí nhớ trong cái xã hội càng lúc càng nhiều người già hơn, thì cái vấn đề cái hệ thống thần kinh nối kết ở trong những dây thần kinh nó càng giảm thì số lượng người mất trí nhớ càng nhiều. Do đó, nếu mà chúng ta tìm ra được một cái chất đạm, chất protein nào ở trong huyết thanh plasma đó, trong cái huyết thanh của những con chuột con này mà nó truyền vào những con chuột già, nếu tìm được những chất đó thì người ta có thể áp dụng vào con người, người ta tinh luyện lấy cái chất đó ra thôi để cho chúng ta sử dụng vào con người, thì cái việc bệnh mất trí nhớ có thể được giải quyết rất là nhiều hy vọng. Dạ vâng, một câu hỏi chót với bác sĩ là có thể dự đoán thử nghiệm này áp dụng vào con người và đưa đến thành công khoảng chừng bao nhiêu lâu nữa bác sĩ? Dạ, nếu mà tôi dự đoán thời gian nó như thế này, trong một cái công trình, những cái công trình khoa học thì người ta làm đó, nó tùy thuộc vào những cái nguồn tài trợ, những cái cơ quan này có nhiều tài trợ, họ càng mua được nhiều chuột, họ càng mướn được nhiều người, họ càng làm nhiều thí nghiệm hơn, và nhiều phòng thử nghiệm khác trên thế giới cũng được tài trợ như vậy, nó cũng làm được nhiều hơn. Thì những cái thử nghiệm thường thường nó mất rất là nhiều thời gian, nhất là khi mà áp dụng cho con người, từ 5 tới 10 năm là trung bình. Tuy nhiên về cái vấn đề này nó rất là hứa hẹn, là tại vì cái vấn đề trẻ thì ai cũng muốn, không những là chúng ta có trí nhớ rồi này nọ, nhưng mà quý bà quý cô có thể một ngày nào đó nhờ chất tìm ra này mà chúng ta khỏi cần phải đi căng da mặt, khỏi cần phải hút mỡ bụng về vân vân, tại vì mình trẻ trở lại mà. Thì nếu mà tìm được những cái chất này, đây là một cái kỹ nghệ mà họ có thể làm ra rất là hàng tỷ tỷ bạc trong tương lai. Cho nên tôi nghĩ là người ta sẽ bỏ tiền vào trong những cái cuộc nghiên cứu này nhanh hơn. Và thay vì 5, 10 năm như hồi trước, chúng ta có thể rút ngắn là chừng đâu 3 năm hay là 8 năm. Dạ vâng. Thay mặt quý thính giả Đài SBS xin cảm ơn bác sĩ mình rất nhiều trước tin vui này đến với quý vị trong cộng đồng chúng ta. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Phan Bách và cảm ơn quý vị thính giả của Đài SBS. Và hy vọng với cái sự thành công này, chúng ta sẽ còn tiếp tục nói chuyện với nhau thêm 100 năm nữa. Dạ. Cảm ơn anh Bách và quý vị. Mời quý vị đón nghe tiết mục y tế tuần tới. Hân hạnh được sản phẩm mới Sustation Optimum bảo trợ.